Anh hãy cho phép em nói tiếp ý nghĩ của em xem có đúng hay không. Có phải là anh muốn nói lỡ như có chuyện gì không may xảy tới cho anh phải không? Đúng. Em không dám đợi anh. Đợi đến chừng nào? Đợi hoài. Không, anh không bắt buộc em phải chịu đựng cảnh đau buồn như vậy đâu. Anh đâu có bắt buộc em được. Cũng như anh đâu có thể nào cho phép em được. Chuyện cuộc đời, mọi việc tự nói thôi mà. Tôi nghĩ là... Vậy, anh đã biết những suy nghĩ của em về anh mà. Sao anh còn hỏi em hoài vậy? Đó, chị. Em khóc đâu. Tôi có khóc. Không mà, đừng có khóc mà. Em muốn khóc. Này, coi đó. Khóc cái mặt xấu quá, đừng có khóc nữa. Em có nghe ta nói không? Có nghe không? Chờ tôi dẫu nói ngàn câu vẫn còn biết tâm sâu bất lòng. Ôi à, ôi à. Không phải. À, sao vậy? Em đói bụng. Ôi, tưởng chuyện gì chờ anh. Anh đi đâu vậy? Em đói bụng mà. Mua hai ổ bánh mì. Chứ hai chứ gì hả? Hai đứa mình nhau. Nói chuyện tới sáng. Đúng rồi, về nhà thì làm sao ngủ được. Chờ anh nha. Này, đừng đi đâu nha. Em chờ anh mà. Em chờ. Em chờ hoài. Chờ suốt đời luôn đó. Soda nè, ăn đi. Trời đẹp quá Vinh, mà cũng buồn quá à. Người còn đẹp hơn nhiều. Người nào? Người trên trái đất đó. Nhất là người đang đứng trước mặt anh. Đừng có chuyện nha, em thích đâu.
đổi phòng thì cháu mình về luôn cho bà cháu. Bà cháu đang bệnh nằm nhà. Chú buồn cháu đi chú. Chú làm ơn nhìn cháu đi. Cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú nhiều, cảm ơn cô nha. Chú về nha cô chú. Cảm ơn chú nha. Vĩnh, sao anh nuôi nhiều quá vậy? Anh làm sao hết được? Anh muốn mua giùm cho cô bé đó, để cho cô bé có thể về nhà sớm hơn một chút. Em không bằng tuổi cô bé. Anh với một thằng bạn cũng đi bán đậu bọc gian như vậy. Vĩnh, Vĩnh, từ trước đến giờ em chưa hề nghe anh nói về chuyện này. Cô bán gì đó mà kể em mất công anh tội em. Anh muốn đồng hương cho anh không cần như vậy. Tối nay anh kể cho em nghe, có phải là Vĩnh đồng hương bỗng nhiên anh muốn nói với anh vậy? Em biết không, anh là một đứa trẻ bất hạnh đã sống chịu cảnh mộ cha. Sao mình tầm bậu quá? Đã nói rồi, không được nói cái chuyện buồn bã đêm nay. Để mà anh lại đi kể cái chuyện của anh cho anh nghe. Anh khờ quá. Anh có biết là con người có thói quen nhớ sâu đậm những chuyện buồn và dễ quên những chuyện vui không? Mà cái là chuyện đêm nay, sợ khó cho anh nói thật nhiều cái tình hình trong tay thôi. Anh muốn biết. Giữ chức trong nhiều đêm, em sẽ đợi anh. Em nhất định sẽ đợi anh.
dặn dò em cái gì nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế à? Thấy cô yêu đời quá, tôi nghĩ đất nước không còn chiến tranh nữa chứ. Nếu như tới đâu thì nghe tôi nói cho anh. Điều sao cũng thích tạo cho các em một căn cứ thanh bình chứ. Cô yêu quá là bằng gì đâu vậy? Buồn bất chấp. Ở nhà chứ là gì đó chơi một tay. Vì sao cô không biết cái chân của nó kéo người ta nhà cô? Hình như người ta có ngựa quen đường cũ của công chúng đó cô. Cô biết sao tôi buồn không? Căng đẹp mà làm cho người ta buồn. Còn cô đẹp cô làm cho tôi buồn. Cô đẹp cũng căng nhiều lúc cô thủy. Anh hiểu không? Ừ. Ai cũng thích định lên đây nha. Mà nghe định tôi ngồi quen rồi đó. Nếu như không có định là buồn lắm. Tôi nói thiệt cái định nhiều cô đẹp lắm đó. Thank you.
cái gì đó, tôi cũng già anh đâu. Tôi nói vậy cho anh nghe, nếu như mà anh không có giận tôi đó nha. À, tôi nói nếu như mà tôi không có lòng, thì là có hai việc khiến cho anh không có thể nào đi được. Tôi nói nha, thứ nhất là con người anh cũng khoảng thường xuyên. Nếu như mà anh đi ra ngoài anh sợ nắng mưa sương gió bão bùng, trong trường hợp có bệnh mà không có đủ thuốc cho muốn làm sẽ chết. Nhưng cũng có bảo như con người. Thứ này á, là cái diện có quá nhiều người có đi đi. Cho nên nếu như mà anh đi như vậy rồi thì mấy cái người này của anh ở đây sẽ không có người chăm sóc đúng không? Đó, đúng rồi. Chứ là sẽ tôi bỏ hai ngày, tôi bỏ nước mới được. Anh chịu tôi tới trước con á. Anh làm sao tới trước tôi được? Đi mà mới bay. À,
con đã hiểu rồi. Những cái người mà đi mấy gì đó như ấm sách tiền đốt chứ là một tên trước tôi rồi. Con cũng kêu lại con hỏi là những cái cô công trình nhà tôi mà tôi nên danh phẩm như thế nào? Chị sao? Ừ. Anh đừng làm tôi mừng nha. Tao của tôi liền. Anh đi về đi, tôi còn có số phòng đi số mai nữa. Ai cũng được. Nam Nhi đại tướng tôi đã nói rồi, đừng có rút lời nha. Tổng giám đốc Thank you.
thương cái bởi lòng biết ơn em rất nhiều đó. Chưa phải sao? Bởi vì chính con, con đã cứu cho tôi xong. Chỉ là thank you.
Thank you.
đánh xuống một chiều. Anh chị có kiếm chưa gì đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.
Bạn gái, ta tình chỉ cho anh mà.
cái thực sự ấy nó có liên quan tới bác sĩ. Cho nên tôi có sức kẻ kìa. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
chứ như có gì đâu phải thăm thôi. Ôi mấy đang mất tay tay cao đó, phải thăm văn bằng. Văn bằng khỏe chưa? Con nói với mẹ con chơi với con đi làm việc lại. Con nghĩ là con chưa được khỏe lắm cho nên đi con đứng với mẹ. Thôi đi thay lại đi nha. Con vào con đẹp nha. Mẹ chưa? Nhưng con khỏe mà con đâu có sức. Ông sợ Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm
Không sao đâu, anh đọc đi, tôi viết tiếp được rồi.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bác sĩ nói gì vậy? Tôi nghe bác sĩ là hãy cố gắng quên tôi đi. Những gì tôi đã làm là đúng nhất. Tôi đã tự coi mình là một người đàn bà đã có chồng. Tôi không tự nhắc nhở mình có thể là chồng tôi đã chết. Vì thế, tôi không muốn làm phiền bác sĩ. Tôi không muốn làm phiền ai hết. Bác sĩ có biết không? Tôi nhất định cho dù anh có chết đi nữa, tôi sẽ không hết ngoài. Thank you.
Chị ơi, cuộc sống thật là kỳ diệu và phức tạp. Thank you.
Thank you.
Thank you.
con đúng sao không? Thank you.